Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Tiểu thư, thả tiểu thư nhà ta ra lẹ lên. Ta không thả đó thì làm sao? Muội tử này giờ là của ta rồi. Người 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 tìm chết. Đúng lúc lắm. Là nam nhân, tới lúc mình cần phải chết thôi. Đồ con gà. Ta phải tiếp tục tăng thêm thù hận của chúng mới được. Có nữ tử này ở đây, có lẽ có thể dẫn dụ được đám trưởng lão hay là thậm chí tông chủ tới đây. Ta sẽ đợi hồng tông của các ngươi tới cứu cô ta, tốt nhất là nhanh lên một chút. Nếu không tới thì ta sẽ san phẳng cả hai hồng tông. Cả cái hồng tông. Người này rốt cuộc là ai? Có thể không cần tới tu vi cũng chống lại được một kiếm của ta. Không những không chịu tổn thương còn có thể phản phệ lại khiến ta bị trọng thương. Nghĩa nào là vì lần tranh đoạt thánh nhân này nên mới tới hay sao? Hay là kẻ địch ở thiên vực? Chẳng lẽ tiểu thư đã bị lộ rồi sao? Để về gọi cứu binh. Bọn chúng chạy rồi. Nếu chạy rồi thì hồng tông của chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta chẳng qua cũng chỉ là cấp dưới mà thôi, làm thế nào mới được? Trưởng trưởng lão, con có thể làm sao chứ? Mau chóng quay về hồi bẩm cho tông chủ đi. Chỉ riêng một kiếm của La Thần thôi cũng đã có thể khiến cho Hồng Tông lấy lại tất cả. Nhưng người chịu phải một kiếm đó là Lam Tử Bạch Y thần bí kia lại nói sẽ tìm tới Hồng Tông của chúng ta. Mẹ nó, gây phải cái nghiệt gì rồi chứ? Thần tiên các người đánh nhau thì kéo thêm chúng tôi làm gì nữa? Đây đúng là một nơi rất phù hợp để nấu ăn, để ẩn nấu. Mỹ nữ cô yên tâm, ta chỉ dùng cô để tăng mối thù hận của bọn chúng mà thôi, sẽ không làm hại tới cô đâu. Đợi sau khi ta bất tử bất diệt nhất định là sẽ bồi thường cho cô. Các anh em Hồng Tông phải tới nhẹ chút nha, tốt nhất là rủ cả lò tới đây luôn, náo nhiệt mới vui. Tóm lại không thể nào để lộ tin tức ra được, phải hợp tác vô điều kiện với Phiêu Miểu Hồng tiểu thư. Đã rõ, tranh đoạt thánh nhân. Bọn họ biết rõ lần tranh đoạt này không phải là nơi mà kiếp môn có đủ tư cách để tham gia. Cho dù là miễn cưỡng tham gia thì kết quả vẫn sẽ là chết sớm mà thôi. Nhưng may mắn đó là cao thủ thật sự tới từ thiên vực, Phiêu Miểu Hồng dẫn theo một thị vệ và nha hoàn tới đây muốn tạm lánh. Điều kiện chỉ cần bảo mật thân phận của bọn họ thì lần tranh đoạt thánh nhân lần này Hồng Tông có thể đạt được chút lợi ích. Hồng Tông đương nhiên hiểu rõ, với một cao thủ như là Phiêu Miểu Hồng, cho dù là móng tay dính một chút dầu thôi cũng đủ để bọn họ có lộc ăn cả đời và một tương lai đầy hứa hẹn. Báo không hay rồi tông chủ, có chuyện gì? Phiêu Miểu Hồng tiểu thư bị người ta bắt đi rồi. Cái gì? Trưởng lão kể hết lại đầu đuôi ngọn ngành. Mẹ nói chứ, chọc phải cái gì rồi? Khó khăn mới ôm được cái đùi này, thế mà lại bị một nam thần bí ẩn bắt đi rồi. Vậy là thần đó thì sao? Na thần không địch nổi nam nhân kia suýt chút nữa là phải đắp chiếu, sau đó cũng mang theo thị nữ chạy đi thôi. Sao lại như thế được? Hồng Tông tương lai có thể trở thành đạo tông được hay không, toàn bộ còn phải dựa vào cô ta mà. Tống chủ khoan nghĩ tới chuyện đạo tông đã. Phiếu Miểu Hồng tiểu thư đó đã tự khai ra nhà mẹ đẻ là Hồng Tông. Vậy nên lúc nam nhân thần bí đó rời đi đã nói rằng sẽ đợi chúng ta tới cứu người, nói là nếu không đi thì sẽ san phẳng toàn bộ Hồng Tông này. Tông chủ, tông chủ. Bắt cóc Phiêu Miểu Hồng còn khiến cho La Thần phải bỏ chạy. Vậy thì Hồng Tông ta lấy cái xít gì để cứu đây? Muốn cứu người cũng hết cách mà thôi. Tông chủ, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Đúng thế. Người đâu, truyền lệnh xuống cho ta, phóng tỏa sơn môn, khởi động hộ sơn đại trận. Toàn bộ đều rụt đầu lại làm một con rùa cho ta. Vâng. Đường đường là kiếp môn mà lại chậm chạp thế cơ à? Mẹ mày, ông đây đã ở đây cả ngày rồi đấy. Ta có chạy xa lắm đâu, theo lý mà nói thì bây giờ cũng phải có hành động gì thôi chứ. Quả nhiên thiên ngoại hữu thiên,
Một người cường đại như thế tới bắt ta, có lẽ cũng là vì lần tranh đoạt thánh nhân này. Bắt ta tới đây là vì muốn moi móc tin tức gì hay sao? Hay là muốn diệt đi một đối thủ tranh đoạt? Hoặc cũng có thể là muốn uy hiếp người của ta? Nhưng mà tất cả đều không quan trọng nữa rồi. Dù sao thời gian của ta cũng không còn nhiều nữa. Nhưng mà nữ nhân này đúng là thật là kỳ quái. Tỉnh rồi đến cả một câu cũng không nói. Nửa tháng sau. Đều đã nửa tháng rồi, hắn ta cũng không có ý định giết ta. Cũng không hề nghe ngóng manh mối hay là hành động gì khác cả. Lại nửa tháng sau đó. Đậu xanh hồng tông này cũng chậm quá rồi đó. Đã một tháng rồi cũng không tới cứu người. Không được, không thể nào cứ tiếp tục như vậy được. Phải vừa chờ vừa tìm kiếm một đường chết khác mới được. Xin hỏi cô biết gần đây có nơi nào nguy hiểm hay không? Là cái nơi mà muốn mạng người đi vào thập tử nhất sinh ấy. Nguy hiểm? Hắn ta đang nguy hiểm mình sao? Nếu như không phối hợp thì chẳng phải là quảng mình vào cái nơi thập tử nhất sinh đó hay sao? Quả nhiên là thủ đoạn hay lắm. Đầu tiên là đánh úp từ tâm lý, đợi đến lúc ta cầu xin tha mạng thì lại hỏi cha rõ ra thứ mà mình muốn. Nếu đã như vậy thì cứ thuận theo hắn trước đi. Không những không cần cầu xin, mà còn có thể nói cho hắn biết một nơi vô cùng nguy hiểm. Có một khu rừng khủng bố. Đó là nơi mà vì lần thánh nhân chuyển thế này được hình thành nên. Sự ra đời của thánh nhân có thể ảnh hưởng tới trình tự và khí vận của thế giới này. Ở giai đoạn này, cửu giới sẽ xuất hiện vô số các vùng đất cơ duyên và vô số nơi nguy hiểm. Ngươi bắt ta chẳng lẽ là vì muốn biết vùng đất cơ duyên mà ta đang nắm giữ chứ gì? Những nơi này quả thực là thứ mà trước mắt các thế lực đang cùng nhau tranh đoạt. Bởi vì thủ đoạn của các thế lực không giống nhau, có một vài thế lực sẽ biết rõ vị trí của vài nơi, cũng sẽ có những thế lực nắm rõ trong tay vị trí của những nơi khác. Khu rừng khủng bố sao? Khu rừng khủng bố này chính là vị trí của nơi mà Phiêu Miểu Hồng nắm giữ. Nghe cái tên thôi đã thấy rất là đáng sợ rồi. Vậy làm phiền cô dẫn đường rồi. Được. Đấy chính là khu rừng khủng bố đây sao? Không sai. Phiếu Miều Hồng, chắc rằng Dịch Phong lần này sẽ bắt cô ta hỏi ra vị trí của vùng đất cơ duyên mà mình đang nắm giữ. Vậy thì chi bằng cứ nói tên khu rừng khủng bố này cho hắn ta. Nhưng ngay từ đầu cô ta đã quyết định rồi, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất kỳ thứ gì về vùng đất cơ duyên đó cả. Cùng lắm thì cũng là chết đi thôi. Cô làm gì thế? Cô đi vào đó làm gì chứ? Cứ ở yên tại đây đi. Mượn cô để dẫn dụ Hồng Tông tới cũng là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Sao lại có thể để cô vào trong đó lục mạng được chứ? Khu rừng khủng bố à, ta tới đây. Hắn ta lại chơi bài gì nữa đây?